vào cõi sơ khai, trời và đất đã tách ra làm hai, muôn loài bắt đầu xuất hiện. Nhưng những sinh vật đã không theo ý của Thượng Đế, tranh giành thức ăn, nước uống, thậm chí còn cắn xé, ăn thịt lẫn nhau, khiến cho Thượng Đế vô cùng tức giận. Giết! Giết! Tao sẽ xé xác lũ khốn chúng mày! Để khắc phục những sai lầm của những sinh vật ở cõi trần gian này, Thượng Đế đã cử một thứ xuống để thống trị bọn chúng. Và thứ đó chính là một đám mây ngũ sắc kỳ lạ. Đám mây này qua năm tháng hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, và cuối cùng nó cũng đã hình thành cơ thể thật thụ của mình. Ủa, đây là đâu? Mình là ai? Tại sao mình lại xuất hiện ở nơi này chứ? Một sinh vật kỳ lạ cũng đã chào đời. Nửa giống thằn lằn, nửa giống khủng long, nó còn có cánh nữa chứ. Vậy rốt cuộc nó là loại gì? Liệu nó có thể giúp Thượng Đế giải quyết vấn đề tại trần gian này hay không? Chết đi! Chết đi! Chúng mày định chạy đi đâu? Làm con mồi của bọn tao đi! Ủa? Gì thế này? Trời đất ơi! Những con quái vật to lớn hung tợn đang muốn ăn thịt những sinh vật nhỏ bé dễ thương tội nghiệp kia hay sao? Mặc dù mới nở thôi, nhưng sinh vật kỳ lạ của chúng ta lông đầy nghĩa hiệp, nhìn thấy cảnh bất bình, nó cũng ra tay tương trợ. Tiếc tiệt, ta không chịu nổi nữa rồi. Lũ khốn kiếp dữ tợn to lớn kia, mau chích xa những sinh vật hiền lành nhỏ bé này ra. Bè kiếp, thứ gì mày? Thật đáng đời các ngươi. Này, được rồi, đừng sợ, ta tới đây giúp đỡ các ngươi, chứ không phải tranh giành các ngươi đang ăn thịt đâu. Cảm ơn cậu thân mạnh. Nhưng cậu là con gì vậy? Sinh vật bé cỏ thấp họng nhất thì biết trốn đi đâu được chứ. Lúc trước ở nơi này, mọi sinh vật đều sống hiền hòa với nhau. Nhưng dần dần, một số sinh vật to lớn muốn tích lũy thức ăn nhiều hơn, bọn chúng đã bắt đầu tranh giành, cắn xé, thậm chí còn ăn thịt lẫn nhau nữa. Gì chứ? Vậy lúc trước vùng đất này rất tốt đẹp mà. Phải làm sao? Làm sao để vùng đất này trở lại như xưa đây? Từ những lời nói than vãn của những con hải ly được cứu giúp, cũng đã thôi thúc một sự mong muốn trong lòng của sinh vật chúng ta. Thế là nó muốn giúp đỡ thế giới này trở lại tốt đẹp như xưa. Nó cũng nhanh chóng lên đường theo sự hướng dẫn của những con hải ly, tiến thẳng về phía khu rừng rậm rạp, ngăn chặn những con quái vật to lớn để cấu xé ăn thịt lẫn nhau. Trên đường đi, khát thì nó uống nước, đói thì nó ăn cơ thể của những sinh vật nằm chết rải rác khắp mọi nơi. Cứ như thế, rất nhiều ngày, rất nhiều tháng cũng đã trải qua. Và con gì ăn hoài cũng sẽ lớn. Tất nhiên sinh vật kỳ lạ của chúng ta cũng như thế. Trời đất ơi, mình lớn hơn một chút rồi nè. Lòng tay, lòng chân, lòng mắt đã mọc đầy đủ rồi. Wow, đôi cánh của mình còn to hơn được nữa. Mình thử đập cánh coi xem như thế nào. Tuyệt vời ông mặt trời, mình có thể bay được rồi. Cấp tốc đến khu rừng rậm rạp, ngăn chặn lũ quái vật to lớn đang tranh giành với nhau thôi. Cái lũ chết tiệt này, chúng mày định chạy đi đâu? Tao sẽ xé xác từng đứa, ngay cả những cái bào thai trong bụng của chúng mày, tao cũng moi ra ăn sạch. Sao bọn chúng lại tàn ác với nhau thế này? Không được, mình phải ngăn cản bọn chúng lại. Lũ chết tiệt, mau dừng lại đi. Chúng mày sắp chết rồi mà còn la lối ôm sầm à. Ở cái thế giới này không tồn tại công lý, chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu. Kẻ yếu sẽ bị kẻ mạnh ăn thịt. Không ổn rồi. Nếu mình không ra tay ngăn cản, thứ đó sẽ ăn sạch tất cả những sinh vật ở nơi này mất. Hãy dừng tay lại. Chết hết đi. Thứ gì tới đây nộp mạng nữa vậy? Cái gì? Sao lại xuất hiện một con rồng? Không thể nào, loài rồng chỉ có trên trời thôi mà. Cái gì? Người biết ta là ai à? Vậy thì hãy mau dừng tay lại đi. Dừng những hành động độc ác tàn sát của ngươi tại nơi đây đi. Không những ta không dừng, mà ta cũng muốn ăn thịt rồng để gia tăng công lực của ta. Chết tiệt! Người giết ai sinh vật khác? Vậy thì ta sẽ trừng phạt ngươi. Lấy đi mạng sống của ngươi. Không, ta khó khăn lắm
cơ thể to lớn như thế này là muốn tha mạng cho ta. Ta chỉ muốn ăn những sinh vật ở đây để bồi bổ cơ thể cho mình thôi. Còn có kẻ còn tàn nhẫn hơn ta nhiều. Hắn còn muốn giết hết tất cả sinh vật ở đây để thống trị cả cõi trần gian này nữa. Ngươi nói gì chứ? Hắn là kẻ nào? Hắn đang ở đâu? Ta chỉ nghe nói hắn là một con ác quỷ heo tinh ở phía bắc mà thôi, chứ ta không dám tới đó. Chết tiệt, mày để ta đi tìm hắn, tiêu diệt hắn. Thì ra sinh vật kỳ dị của chúng ta lại là một chú rồng ở trên thiên giới được thượng đế cử xuống. Hèn chi cậu ta lại mạnh đến như vậy. Nhưng từ miệng của con quái vật cây khổng lồ kia, sinh vật rồng đã nghe còn một kẻ độc ác hơn nhiều. Nên chú rồng của chúng ta nhanh chóng đi tìm hắn. Sao rồi? Nhiệm vụ ta giao cho ngươi, ngươi đã làm xong chưa? Bấm đại vương, thuộc hạ đã gần hoàn thành xong. Những kẻ nào theo chúng ta thì sống, chống theo chúng ta thì thuộc hạ giết hết. 2/3 trần gian này sắp thuộc về thế giới ma của chúng ta rồi. Tốt lắm. Nhưng khoan, mấy tháng trước tình thượng đế chúa trời, hắn đã gửi một đứa con của hắn xuống trần gian này để chấn chỉnh lại nơi đây. Trên đường ngươi đi tàn sát, có bắt gặp thứ nào nghi ngờ hay không? Hả? Đứa con của thượng đế à? Hèn chi 1/3 thế giới trần gian còn lại, những sinh vật lại sống hòa bình, không hề gây ra chiến tranh giống như 2/3 thế gian mà chúng ta đã chiếm. Khốn kiếp! Vậy thì ngươi hãy mau nhanh chóng tập trung lực lượng, truy tìm và giết bằng được thứ đó cho ta. Cuối cùng ta cũng đã tìm thấy các ngươi, lũ yêu tinh quỷ quái. Hãy dừng lại kế hoạch xấu xa của các ngươi. Trần gian này là của muôn loài, không phải của riêng các ngươi. Gì thế này? Một con rồng mà. Rõ ràng là rồng chỉ xuất hiện trên thiên giới thôi mà. Không lẽ ngươi chính là con của tên chúa trời cử xuống đây để tranh giành thế gian này với ta? Ta không cần quan tâm ta là ai, các ngươi đang nói chuyện gì. Nhưng lũ khốn, các ngươi là bọn xấu xa, ta phải giết sạch. Chết tiệt, thuộc ở đâu? Giết nó cho ta. Hả? Hổ kiếp. Ác quỷ heo tinh, bây giờ tới phiên lượt của ngươi. Tà ma ngoại đạo như ngươi sẽ bị tiêu diệt, ánh sáng công lý sẽ trường tồn mãi mãi. Đúng là một con rồng ngây thơ, ngươi không biết ngươi đang đứng trước mặt của ai đâu. Ta trước đây từng là một đại nguyên soái trên thiên đình, nhưng chính tình thượng đế cha của ngươi đã hắc hối em ta phải xuống trần gian làm yêu tinh như thế này. Hôm nay hay lắm, con trai của hắn, ta phải giết ngươi để báo thù. Này, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi con của ta. Đây là đâu thế này? Không lẽ tôi đã chết? Con chưa chết, đây chỉ là thế giới trong tâm trí con mà thôi. Ông là ai? Ông cũng là một con rồng mà. Đúng vậy, ta chính là rồng Ngọc Đế, và cũng chính là chúa trời. Con là đứa con thứ ba của ta. Gì chứ? Không lẽ con yêu quái heo tinh lúc nãy đã nói đúng? Nhưng rốt cuộc tại sao cha lại sai con xuống trần thế này để làm gì? Chuyện này bắt đầu về hàng ngàn năm về trước. Lúc đó cõi sơ khai, trời và đất được ta tách làm hai. Ta đã cho muôn loài sinh sống và phát triển, bọn chúng yêu thương và sống chan hòa với nhau. Nhưng cho tới một ngày, tinh đại tướng quân heo tinh được ta sai xuống trần gian làm nhiệm vụ. Nhưng hắn đã động lòng phàm với một sinh vật khác. Hắn chống đối lại triều đình và bị ta trừng phạt, giam cầm dưới trần gian. Kết quả hắn căm thù ta nên đã náo động cả trần gian, khiến cho muôn loài tranh giành cắn xé lẫn nhau. Thì ra là như vậy, bây giờ con phải làm gì đây? Bây giờ ta sẽ khôi phục lại toàn bộ phép thuật và thân hình của con, để con có thể dùng sức mạnh trấn áp hắn, rồi thống trị trần gian này, giúp cho muôn loài sống yên bình. Đúng là sự thật rồi, không phải là mơ. Mẹ kiếp, ta đã giết ngươi rồi mà, sao ngươi lại sống vậy? Còn biến đổi hình dạng nữa thế kia. Không phải ngươi nói ta chính là con của thượng đế hay sao? Đúng vậy, và ta đã gặp được cha ta trong tâm trí của ta. Trước khi ta sắp chết, ông ấy đã ban cho ta sức mạnh, đưa ta về hình dạng vốn có ban đầu. Đến lúc rồi, ta sẽ đại diện cho thượng đế, đại diện cho thiên đình,
trừng phạt thương yêu tính xấu xa chứ coi. Chết tiệt, tình thương nơi đang ghét đó. Ta phải giết chết con trai của ngươi. Lần này sẽ không dễ dàng như lần trước đâu. Ta đã khôi phục lại công lực tu hành mấy vạn năm của ta. Ngươi cuối cùng lắm chỉ là một tên phản bội là thiên địch, một tên thần tiên lập đường lạc lối mà thôi. Cầm mồm, ngươi và cha của ngươi tình thương đã khốn kiếp đó chẳng khác gì nhau, là những kẻ xấu xa dùng quyền lực để ức hiếp kẻ khác. Ta cũng là một thần tiên, tại sao ta không được yêu sinh vật bình thường dưới trần thế chứ? Ngươi mới là kẻ cắm mơm đó. Đã là thần tiên, ngươi biết rõ quy luật, không được yêu những sinh vật phàm tục. Vậy mà ngươi cứ đâm đầu vào rồi chống đối lại thiên đình, tạo ra ma giới ở trần thế này. Ngươi không xứng đáng là một thần tiên tí nào. Chết tiệt, ta không cần làm thần tiên dưới trướng của các ngươi, ta sẽ tạo ra ma giới cho riêng ta. Chết tiệt, ngươi không muốn làm thần tiên thì thôi, tại sao lại tàn sát sinh vật khác? Xuống địa ngục chịu tội đi. Vậy là một mối nguy lớn được giải quyết rồi. Mình sẽ tiếp tục khiến cho trần thế này thật sự yên bình.